trên 4 tỷ, trên 6 tỷ. Hai chiếc nhẫn này là trên 10 tỷ. Chiếc nhẫn vàng hồng với viên chủ là 10 ly. Một chiếc nhẫn vàng trắng với viên chủ là 12 ly. Chiếc nhẫn vàng hồng thì hai bên hông mỗi bên là 4 viên, 4 ly rưỡi. Tất cả full chiếc này là sự chọn lựa về đồng nhất kích thước, độ sạch của những viên kim cương đối xứng hai bên. Viên chủ 10 ly đẹp lắm rồi. Và đây là một chiếc nhẫn 12 ly viên chủ và hai bên mỗi bên là 4 viên 5 ly 4. Full chiếc này từ viên 5 ly 4 đến viên chủ 12 ly đều là nước đi Vivet One Porcelain Quỳnh Quanh Non, giắt cắt chiều cao, độ rộng mặt bàn đẹp hết. Và quan trọng nhất là đây là một chiếc nhẫn mà không có những viên tắm. Những viên 5 ly 4 này là những viên 5 ly 4 xuất sắc mà thường được chọn làm trong những chiếc nhẫn nhỏ, những nhẫn đơn giản. Mà bây giờ Kỹ Năng đã chọn đó làm viên hai bên để hỗ trợ, để tạo sự lấp lánh tối đa cho viên chủ này. Mặc dù viên chủ là 12 ly nước D Vivet One, tất cả thông số đẹp rồi, chiếu lấp lánh rồi, bắt lửa, xuất sắc rồi. Nhưng càng xuất sắc hơn khi được hỗ trợ hai bên, mỗi bên là 4 viên 5 ly 4. Mà 4 viên 5 ly 4 mỗi bên này là mỗi viên xuất sắc nữa, nên là cái sự hỗ trợ tuyệt vời cho sự lấp lánh bắt lửa từ viên chủ này, cũng như là hai bên đều bắt lửa tốt, đều là xuất sắc. Chiếc nhẫn 10 ly này cũng vậy, viên chủ là 10 ly và hai bên là mỗi bên là 4 viên, mỗi viên là 4 ly rưỡi. Mỗi viên này kích thước như nhau về độ sạch, về tất cả thông số và sự bắt lửa tuyệt vời, được Kỳ Lăng đưa âm vào trong phần vàng và gắn liền với nhau, gần nhau và cũng gần với viên chủ. Viên chủ được đưa hạ thấp xuống, tạo cho chúng ta cảm giác cái viên kim cương này nó to hơn kích thước thực tế. Ví dụ như 10 ly thì mình sẽ nhìn hơn 10 ly, mà 12 ly mình sẽ nhìn vào cảm giác chúng ta sẽ thấy là hơn 12 ly.